À, ta thờ kính cái vị thần thánh của tôn giáo mình và công kích cái thần thánh của tôn giáo khác, coi chừng mang tội lầy. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vị mà các tôn giáo bạn họ thờ đó, coi như vị thật sự vĩ đại, nó không có đùa được, không có đùa được đâu. Như hôm vừa rồi về trên chùa mình có một cái đoàn của Học viện Công giáo họ lên thăm, 170 người, gồm có các linh mục là những người thầy dạy, rồi những các cái linh mục họ đi học, cái học để tốt nghiệp cái học viện, và có những người giống như mình gọi là cư sĩ, là con chiên tín đồ, họ cũng học cái Học viện Công giáo đó. Họ lên họ thăm chùa mình thì ngồi thầy mới tiếp họ. Họ trí thức lắm, họ là người trí thức đàng hoàng. Rồi lúc đó là thầy mới nói chuyện với họ. Thầy trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi nên thầy không bao giờ đem cái giáo lý đạo Phật ra để nói, vì chưa tới lúc. Thầy chỉ nói chuyện với họ bằng giáo lý của bên Thiên Chúa, dẫn cái phúc âm, dẫn những lời dạy Chúa Giêsu, nói chuyện với họ cho họ nghe. Họ ngạc nhiên lắm, họ ngạc nhiên rồi. Rồi cái cuối giờ có một ông cha ông là tiến sĩ thần học, ông mới đứng lên, ông cũng cảm ơn về buổi tiếp đãi. Và ông nói câu này: những điều thầy nói con chưa từng được nghe. Là ông học tới tiến sĩ thần học mà những điều thầy hiểu về Chúa Giêsu ông cũng chưa từng được nghe ai giải thích như vậy. Như thầy kể một cái câu chuyện thế này, nói lúc đó là cái nước Do Thái bị La Mã cai trị. Thời đó đế quốc La Mã đã cai trị hết, Do Thái cũng đang bị cai trị. Và khi bị cai trị như vậy, cái người dân Do Thái phải làm sao? Phải đóng thuế. Thì có một người đến hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, ta có nên đóng thuế cho người La Mã hay không? Đó là một câu hỏi gài bẫy. Vì nếu trả lời là không thì họ đi họ tố cáo liền, nói ông này kêu đừng đóng thuế, kêu lính La Mã lại bắt. Còn nói nên thì nói ông này ông không yêu đất nước, ông phản quốc, nghĩa là ông hùa theo La Mã. Cái câu trả lời nên hay không nên đều bị lọt bẫy, đều nguy hiểm. Chúa Giêsu biết liền. Chúa Giêsu hỏi đóng thuế bằng cái gì? Cái người đó mới móc cái đồng tiền ra đưa, nói là đóng thuế bằng cái đồng tiền này. Thì trên đồng tiền đó có in hình đại đế, hoàng đế Caesar. Thì Chúa Giêsu giả vờ không biết mới hỏi: cái hình này là ai? Cái người kia nói: dạ hình này là của đại đế Caesar. Chúa Giêsu trả lời: của Caesar thì cứ trả về cho Caesar. Cái câu đó là đóng thuế hay không đóng thuế? Vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Nghe thì giống như là cứ đóng thuế, phải không? Nhưng đó là một đạo lý: của Caesar cứ trả về cho Caesar. Cái gì của trần gian cứ trả về cho trần gian. Những cái gì tạm bợ hãy về với sự tạm bợ. Những cái gì nhỏ nhoi, những cái gì cát bụi, những cái gì vô thường cứ buông bỏ nó đi. Còn cái ta đi tìm là những điều cao thượng khác. Chỉ có một câu thôi: của Caesar à, hãy trả về cho Caesar. Câu nói đó thôi, nếu ta giảng cái bài, cái câu đó ra, giảng vài ngày chưa hết cái đạo lý này. Khi thầy nói như vậy, họ rất là cảm động. Nó, tụi con chưa bao giờ nghe cái lời giải thích của về Chúa Giêsu hay như vậy. Em thích. Trong một buổi tiếp xúc đó, thì ta có hai điều tốt đẹp. Một là xây dựng được cái tình đoàn kết giữa các tôn giáo trong một đất nước. Tại vì đất nước ta cần cái sự đoàn kết. Không thể vì lý do sắc tộc hay tôn giáo mà chia rẽ nhau, làm suy yếu đất nước. Ta cần cái sự đoàn kết. Và cái thứ hai, cái hay thứ hai nữa là ta tôn trọng được cái thần thánh của tôn giáo bạn. Mà những vị thần thánh đó họ vĩ đại thật, chứ không phải đùa đâu. Mà khi ta hiểu được như vậy, ta cũng không bị tổn phước. Còn ví dụ mình yêu kính Phật mình là có phước, nhưng mình phỉ báng thần thánh người ta, coi chừng nhầm, coi chừng đụng nhầm ông thánh thật sự, là mình lại mang tội. Phước rồi tội nó cứ bù nhau, cuộc đời mình không vượt lên cao được.